Real ID có thể thay thế passport hay driver license khi bạn di chuyển bằng đường hàng không. Real ID không bắt buộc nhưng nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí cũng như tạo sự thuận tiện khi bay qua lại giữa các thành phố hay tỉnh bang trong nước Mỹ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2021, bạn sẽ không thể di chuyển bằng máy bay nếu chỉ có driver license. Bạn sẽ cần Real ID, passport hoặc giấy tờ chứng nhận bản thân do chính phủ cấp. Anh Hưng xin nhấn mạnh là giấy tờ do chính phủ cung cấp chứ không phải từ tiểu bang. Vì thế, driver license do tiểu bang cung cấp sẽ không đủ hiệu lực giúp bạn sử dụng phương tiện hàng không. Vậy Real ID là gì? Về hình thức, Real ID cũng giống như driver license hiện bạn đang có. Nhưng trên Real ID sẽ có thêm những đặc điểm nhận dạng để phân biệt với driver license. Từng tiểu bang sẽ có biểu tượng khác nhau, nhưng sẽ có 5 biểu tượng chung, chứng nhận đó là Real ID. Driver license có ngôi sao vàng hoặc đen. Driver license có ngôi sao trắng nằm trong vòng tròn vàng hoặc đen. Driver license có hình con gấu màu vàng và ngôi sao trắng. Nếu bạn không sử dụng máy bay thường xuyên, vậy bạn có nên làm Real ID hay không? Vì driver license được cấp dài hạn, bạn nên làm để tiết kiệm thời gian và chi phí. Chi phí renew driver license hoặc làm Real ID sẽ tương tự nhau. Bạn cần phải trả 38 đồng để renew driver license và cùng con số đó, bạn có thể làm Real ID được luôn. Vậy bạn có thể làm Real ID ở đâu? Bạn có thể làm Real ID tại DMV địa phương. Bạn có thể tới DMV và apply tại đó, hoặc bạn có thể apply online để tiết kiệm thời gian. Bây giờ, anh Hưng sẽ hướng dẫn bạn cách apply Real ID online tại tiểu bang California. Đầu tiên, bạn sẽ cần truy cập vào website của DMV, mở trình duyệt web mà bạn hay sử dụng. Bạn sẽ cần gõ dmv.ca.gov để mình có thể truy cập vào website của DMV. Nhấn vào Driver's License and ID Cards và nhấn tiếp vào Apply for a Real ID. Trước khi bạn có thể apply for Real ID, bạn sẽ cần phải chuẩn bị vài giấy tờ. Bạn có thể nhấn vào Gather your documents để xem những giấy tờ nào mà bạn đang có và DMV chấp nhận. Bạn sẽ cần cung cấp cho DMV những giấy tờ chứng minh bạn là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Bạn chỉ cần có một trong những giấy tờ sau đây: passport của Mỹ chưa hết hạn, passport của nước khác ngoài Mỹ. Bạn sẽ cần thêm US visa và mẫu đơn E94, bằng quốc tịch, thẻ xanh, permanent resident card. Chấm vào một lựa chọn phù hợp với bạn. Nhấn Next. Ở đây, hệ thống sẽ hỏi tên của bạn trên driver license có giống như trên giấy tờ bạn sẽ mang tới DMV. Nếu tên của bạn bị khác đi, bạn sẽ cần thêm passport để chứng nhận tên hợp lệ của bạn. Anh Hưng sẽ chọn Yes và nhấn Next. Ở phần này, bạn cần chứng minh bạn làm việc hợp pháp tại Mỹ. Vì thế, bạn sẽ cần cung cấp một bản copy của Social Security, đơn khai thuế W-2, hồi check có số Social Security của bạn. Nếu bạn không có số Social Security, bạn sẽ chọn I am ineligible for Social Security number. Ở phần cuối cùng, bạn cần chứng minh địa chỉ cư trú của bạn. Vì thế, bạn sẽ cần chuẩn bị hai trong các loại giấy tờ khác nhau như sau: giấy tờ mướn nhà có chữ ký của bạn và chủ nhà, giấy tờ nhà đất có tên bạn. Nếu bạn là học sinh, bạn có thể cung cấp giấy tờ từ trường của bạn, giấy tờ bệnh lý, giấy tờ chứng minh nơi bạn đang làm việc, bảo hiểm, giấy tờ khai thuế, giấy tờ từ ngân hàng của bạn, giấy tờ liên quan tới tòa án, giấy chủ quyền xe. Nếu bạn sử dụng PO Box để nhận mail, bạn sẽ cần một cung cấp văn kiện vừa có địa chỉ nhà vừa có địa chỉ PO Box. Khi bạn lựa chọn xong tư liệu, nhấn Submit để có thể xem lại những giấy tờ mình vừa lựa chọn. Khi bạn có đầy đủ giấy tờ cần thiết, bạn sẽ có hai lựa chọn: đem những giấy tờ vừa chuẩn bị tới DMV và họ sẽ giúp bạn chuyển ID hay driver license thành Real ID. Bạn có thể cung cấp những giấy tờ bằng cách sử dụng DMV website. Lựa chọn 2 sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi tới DMV vì hầu như bạn đã gửi tất cả hồ sơ về bạn cho DMV rồi. Bạn chỉ cần tới DMV để họ làm công đoạn cuối cùng là chứng nhận bạn là người trực tiếp apply cho Real ID. Với lựa chọn 2, bạn sẽ cần tạo cho mình một tài khoản với DMV. Khi tạo tài khoản này, bạn sẽ cần địa chỉ email và một chiếc điện thoại di động. Vì lựa chọn 2 sẽ trải qua nhiều bước, Hưng sẽ hướng dẫn cách tạo account với DMV ở một video khác. Như bạn đã biết, Real ID sẽ được phổ biến rộng rãi từ tháng 10 năm nay. Bạn nên bắt đầu apply cho Real ID càng sớm càng tốt để không bị chậm trễ.
Nếu bạn thấy video này giúp ích được cho cuộc sống của bạn tại Mỹ, like and share cho những người cần video này.